Tin tức Mekong từng thông tin về nhiều trường hợp hốc dị vật ở trẻ nhỏ, nhưng khi chứng kiến hình ảnh này, có lẽ nhiều người sẽ thấy lạnh sống lưng. Chiếc kim tây nằm trọn trong dạ dày của bé 6 tháng tuổi, đầu kim còn bị bung ra. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh sau đó rất khó khăn mới đưa dị vật ra ngoài được. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa nội soi gấp kịp thời chiếc kim tây sắc bén trong dạ dày bệnh nhi NHKA 6 tháng tuổi, ngụ Bình Chánh. Bé nhập viện trong tình trạng quấy khóc, bụng chứng nhẹ quáng loạn sau khi giật chiếc kim tây gài trên áo cho vào miệng. Kết quả chụp X quang phát hiện dị vật mắc ở dạ dày. Các bác sĩ sử dụng kỹ thuật lấy dị vật theo đường tiêu hóa và lấy ra một kim tây bung đầu, chưa gây tổn thương niêm mạc dạ dày thực quản. Qua vụ việc lần này, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh trẻ nhỏ thích khám phá thế giới bằng mọi giác quan, kể cả miệng. Do vậy, những trường hợp hốc dị vật thường xuyên xảy ra, cha mẹ nên để mắt đến bé trong một hoàn cảnh để xa tầm giới của trẻ. Các hóa chất độc hại, các vật thể, đậu hạt, đồ chơi sắc nhọn, nhiều tiểu tiết dễ gây hốc sạch. Liên quan vụ việc người phụ nữ cải trang vào bệnh viện ở Hà Nội bắt cóc trẻ sơ sinh, nghi phạm khoác lên mình chiếc áo blue trắng rồi bảo gia đình là cháu bé có dấu hiệu bị vàng da, phải đưa đi kiểm tra. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khó lòng phát hiện, nhưng đúng là trời bất dung gian. Ngay vào thời khắc quyết định, nữ quái này lại chạm mặt một người, để rồi tình thế xoay chuyển, kế hoạch bại lộ hoàn toàn. Khoảng 20 giờ tối 19 tháng 8, một phụ nữ mặc áo blue trắng đi thăm khám các trẻ sơ sinh tại khoa. Người này nói con trai chị H bị vàng da, cần điều trị và bế cho bé đi. Thấy có dấu hiệu bất thường, bà nội cho bé nghi ngờ đi theo. Cùng thời điểm này, khi đối tượng vừa đi được một đoạn, thì bị bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, phó khoa sản của bệnh viện, cũng là người trực tiếp phẫu thuật sinh mổ cho sản phụ bắt gặp. Thấy người lạ mặc áo blue không in logo bệnh viện, bác sĩ Thành liền chặn lại hỏi và cùng người nhà chị H giành lại bé trai sơ sinh từ tay đối tượng. Người phụ nữ lúc này sợ hãi, vội bỏ chạy nhưng bị lực lượng bảo vệ bắt giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Nghi phạm là Nguyễn Thị Tuyến, 33 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, đang bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.